Xin chào anh em và các bác nhé. Hôm nay bên em lại mới về được một bộ máy ảnh Canon. Đây là bộ máy ảnh Canon 50D. Em xin phép lên cho anh em và các bác xem. Để các bác và anh em có nhu cầu thì liên hệ với bên em ạ. Đây trước mặt anh em và các bác, đây là bộ máy ảnh Canon 50D gồm một chiếc body và một chiếc lens 18-55. Đây ạ, 18-55 nhé. Đây bộ này thì em xin phép quay qua về ngoại hình cũng như là báo giá cho anh em và các bác biết, để các bác và anh em có nhu cầu thì alo bên em nhé. Đây ngoại hình em body này thì còn khá các bác và anh em ạ. Nó bị mất cao su này, cao su ở góc đây và cái cao su này. Cái này thì do thời gian thôi, thời gian nó tự mùn, nó tự rơi các bác và anh em ạ. Kể cả các bác và anh em để trong tủ trong ẩm này thì nó tự nhiên một ngày đẹp trời nó, các bác không may kéo nó ra là nó bông hết, nó mùn hết. Đấy, cái đấy thì không tránh được các bác và anh em ạ. Về chức năng thì em này bên em test qua mọi chức năng hoạt động ok hết. Đấy, ngoại hình khá nhỉ. Len ok. Đấy, các chức năng hoạt động chụp bình thường nhá các bác và anh em nhá. Đấy, ngoại hình thì như này ạ. Bộ này thì bên em đang bán với giá là 3 triệu nhá. 3 triệu cho một bộ máy ảnh Canon 50D và một chiếc lens 18-55. Bác nào có nhu cầu thì alo bên em nhé. Bộ này các bác mới tập chơi thì mua về trải nghiệm thì khá ok. Đấy, một thời gian sau các bác có điều kiện các bác nâng cấp lên các dòng đời cao hơn thì quá tuyệt vời luôn. Đấy, chất ảnh em 5D này cũng khá ok đây các bác và anh em ạ. Đấy, vậy bác nào có nhu cầu thì alo bên em nhé. Qua số điện thoại của em là 0982988007 để biết thêm thông tin và chốt đơn nhé. Đấy, các bác có nhu cầu thì cứ alo em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Bên em là chuyên thu mua máy ảnh cũ, thu mua và bán máy ảnh cũ. Đấy, vậy bác nào có nhu cầu mua bán gì thì alo cho bên em nhé. Vậy em xin phép dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau. Đấy, bye bye.